Đã 5 năm kể từ năm 2018 cho đến nay, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế chưa được cập nhật bổ sung các thuốc mới một cách tổng thể. Khi không nằm trong danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả thì người bệnh sẽ rất khó để có thể tiếp cận được với các loại thuốc này tại các cơ sở khám chữa bệnh. Mà khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế cũng là một trong 4 nhóm vấn đề lớn được cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 của Quốc hội đang diễn ra. Thiếu thuốc do không kịp đấu thầu, thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm y tế được chi trả nhưng bệnh nhân bị kháng thuốc hoặc không hiệu quả. Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, buộc phải chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Những trường hợp đấy thì thứ nhất là nếu mà bệnh nhân họ giải thích mà họ yên tâm được thì họ có thể là họ sẽ phải mua ngoài mất 1-2 tháng. Hai là có thể là họ phải đi lên tuyến trên họ cấp. Nhiều bệnh nhân bỏ ngang điều trị vì thuốc không có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Còn nếu tự bỏ tiền ra mua thì chi phí lại cao, ngoài khả năng kinh tế của bệnh nhân. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay 95% giường bệnh ở Việt Nam thuộc các bệnh viện công lập. Vì vậy, người bệnh tiếp cận thuốc mới chủ yếu thông qua các cơ sở khám chữa bệnh công lập và được chi trả bởi bảo hiểm y tế. Đến năm 2022, chỉ có 9% thuốc mới có mặt tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế khả năng bệnh nhân được tiếp cận đến các giải pháp điều trị mới, tiên tiến thông qua kênh bảo hiểm y tế. Trong khi đó, thống kê chi trả từ tiền túi người bệnh đang ở mức cao. Cái danh mục hiện nay đấy thì đang dựa trên là trước hết là ưu tiên dùng những thuốc trong nước có chất lượng tương đương với thuốc nước ngoài. Tất nhiên là cùng sự phát triển của công nghiệp dược trong nước và quốc tế thì chúng ta phải có định kỳ để mà xem xét lại. Theo Bộ Y tế, danh mục thuốc bảo hiểm y tế trong 5 năm qua chưa được cập nhật, xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Không phải cứ thuốc mới được phát minh và được đăng ký là sẽ được đưa vào danh mục, mà nó còn là căn cứ vào khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế, chi phí hiệu quả đối với người bệnh, lấy ý kiến tham vấn chuyên môn qua nhiều vòng. Để mà cập nhật được một thuốc mới vào thì chúng ta phải làm rất là nhiều khâu. Thứ nhất là chúng ta phải đánh giá được cái hiệu quả điều trị trên cái thuốc mới đấy. Bởi vì chúng ta cũng biết là thuốc mới đưa vào thì sẽ có cái quá trình cấp phép lần đầu. Và cũng có những trường hợp phải theo dõi an toàn hiệu quả thì chỉ cấp 3 năm thôi. Thì những cái trường hợp đấy thì nó cũng chưa đủ điều kiện để cập nhật vào danh mục. Cái thứ hai, đối với những thuốc đã được cấp đăng ký lưu hành đối với thuốc mới rồi thì lại phải đánh giá cái hiệu quả điều trị, đánh giá cái tác động kinh tế y tế của cái thuốc đấy so với các cái thuốc đã có trong danh mục thuốc hiện hành. Thời gian cập nhật danh mục thuốc mất 2 đến 3 năm. Vì vậy, trong thời gian qua, mới chỉ có một số thuốc điều trị COVID-19 được xem xét đưa vào danh mục. Bộ Y tế đang rà soát danh mục hiện hành để đưa vào các thuốc mới, đưa ra những thuốc không còn đáp ứng hiệu quả điều trị, kiến nghị ban hành thông tư dưới dạng rút gọn để kịp tiến độ thay đổi bổ sung danh mục này.